Trong 75 ứng viên được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn giáo sư năm 2019, có hai ứng viên trẻ nhất và cùng sinh năm 1981. Như vậy đây có thể là hai tân giáo sư trẻ nhất năm 2019. Đó là bà Nguyễn Khánh Diệu Hồng, sinh ngày 9 tháng 6 năm 1981, liên ngành hóa học công nghệ thực phẩm, công tác tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Bà Nguyễn Khánh Diệu Hồng từng là phó giáo sư trẻ nhất năm 2012. Lúc đó chia sẻ với Vietnamnet, bà Nguyễn Khánh Diệu Hồng từng nói, nhiều người nghĩ nghiên cứu khoa học là điều gì đó cao siêu, nhưng với bà tất cả đều bắt nguồn từ niềm say mê tìm hiểu và chinh phục những điều mới mẻ. Bà tìm đến khoa học cũng là để tự hoàn thiện mình. Người cũng là tân giáo sư trẻ nhất năm 2019 là ông Sĩ Đức Quang, 16 tháng 8 năm 1981, ngành toán học, công tác tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ông Quang cũng là nghiên cứu viên chính của Viện Cao cấp về Toán. Trong khi đó, giáo sư cao tuổi nhất năm 2019 sinh năm 1944, 75 tuổi. Đó là ông Đỗ Văn Lưu, sinh ngày 6 tháng 3 năm 1944, ngành toán học, công tác trường Đại học Thăng Long. Ngoài ra, có một trường hợp đạt chuẩn thuộc trường hợp đặc biệt ở Hội đồng ngành cơ học. Đó là ông Phạm Đức Chính, hiện công tác tại Viện Cơ học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ông Chính được đề nghị xét theo Điều 21, Quyết định 37 là trường hợp đặc biệt. Lý do xét theo Điều 21 là ông Chính không đạt điều kiện tại khoản 5, Điều 5 của Quyết định 37, cụ thể là chủ trì biên soạn sách phục vụ đào tạo chỉ được 0,63 điểm. Tuy nhiên, ông Chính đạt giải thưởng Tạ Quang Bửu 2019 và có số lượng lớn bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín với tổng điểm công trình khoa học rất cao 207,16 điểm.